Đây là món quà của cô Hồng ở Gò Giáp gửi tàn để cúng cô ngày sự Vũ Linh nhé. Rồi chúng ta cùng bưng vô. À có anh nào phụ không nào? Sao mẫu của cúng ngày sự Vũ Linh thì đem làm nhé các bạn. Bỏ chú hả? Nước suối bỏ vô đây. Rồi nói ra được lúc đầu. Bỏ bên góc, bỏ bên góc á. Bỏ bên góc, rồi rồi bỏ chỗ, bỏ, rồi chồng lên. À, cái món quà này là cụ cô Hồng ở Gò Giáp, cô Hồng. Xuống đây cho cây nè. Nè quay đi nè. Nãy giờ nó quay bông không quay nè. À bông này của cô Hồng rồi Gò Giáp nha các bạn. Rồi. Cảm ơn cô Hồng rất nhiều nhé. Bỏ lên bàn thờ nha. Của anh hả? Cái hồng gớt bỏ nha. Qua đi coi có liếc bật gớt rồi. Ủa, nó quay sao rồi nè. Bỏ luôn, tại gớt bỏ luôn không? À, thì sáng hôm nay là có cô Thông cũng gửi món quà đến để cúng chú và chị Vũ Linh của chú anh chị. Thì cô Thông cũng có nói với Vinh là mua 2 thùng nước suối của chú anh chị và 4 kg mang cục của chú anh chị. Thì Vinh cũng mua rồi cô chú anh chị. Thì phía trước thì có anh cũng đại diện cho Vinh đỡ lấy nước rồi ra cô chú anh chị. Thì cũng cảm ơn cô Thông ở Gò Vấp rất là nhiều nha. Bây giờ Vinh cũng thay mặt cô Thông đó thắp cho chú một nén hương của chú anh chị. Nói là có một cái tinh bồn hạng mục tiêu 5 giờ mẹ cho Vinh thắp cho cô cài nhà. Giờ anh Xuân đang hót giùm cô Hồng một nén nhang nhé. Để quay bông đi. Anh phan cảnh, nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh Phan Cảnh và Phan Nam Bắc nha. Cảm ơn cả nhà mình. Chào anh, chào anh, anh kênh YouTube gì? Em đi lên đây. À, anh là fan hâm mộ hả? Ờ, cảm ơn anh nha. Hâm mộ rồi. Ok. Chào Ốc Tiên ha. Dạ chào anh. Sao vlog? Chào anh. Vui rồi, vui vậy. Đây thì vào đó hôm nay thì mâm cục chị đến sớm. Rồi chèm với các cái cây. Rồi là hồi nãy là có mua cúng mâm cơm anh. Thì Hoàng Quân cũng thay mặt cho cô Thông ở Gò Vấp cũng có thắp hương cho cô giùm cô rồi nha cô. Thì sáng hôm nay là cô có gửi con mua là mang cục. Thì con cũng mua theo ý của cô là 4 ký mang cục cô, với 2 thùng nước suối, với 1 bình hoa nữa nha cô. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Thì sáng hôm nay Quynh cũng đi mua, cũng vừa đến và cũng có bạn cũng hỗ trợ cho Quynh để đem những món đồ, món quà của cô gửi đến cúng cho chú. Thì Quynh cũng xin cảm ơn cô Thông rất là nhiều. Thì món quà đó là cô gửi cho con là 500.000 đó. Thì con cũng mua 4 ký mang cục. Là mang cục thì có 3 loại giá cô. Thì con cũng mua loại giá 50.000 đó cô. Thì con mua loại đắt nhất luôn. Thì 3 loại giá, giá từ 40 cho đến 50. Thì con mua loại 50 nha con. Thì 4 ký là 200.000, nhưng mà chú thì bớt 10.000 thì còn 190.
còn hai thùng nước là mỗi thùng là 90.000 cô, thì hai thùng là 180.000, với lại một bình hoa là 45.000 nữa cô, thì tổng cộng là 415.000 nữa cô. Dạ thì sáng hôm nay con cũng thực hiện như lời của cô dặn, thì con cũng mua đem đến cúng cho chú rồi. Thì hiện tại bây giờ bên trong mộ chú ngà sĩ Vũ Linh là đang xét chữ cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong xem cùng với bên nha. Câu chuyện cô Sáu và thằng Thiện ở ngoài nhà của trong, thì anh đang cắt ở trên ở phòng phía một của chú anh chị, rồi họ sẽ kết nối với chú chú là bên vào bên trong đó của chú anh chị rất là quý luôn. Thì hiện tại bây giờ là 9:30 sáng thứ ba ngày 6/6 của chú anh chị. Này là chuẩn bị là chắc là ép tấm hình của chú vô anh à. Dạ. Dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ là rất là đông người đến thắp hương cho chú và sự Vũ Linh của chú anh chị, rất là quý luôn. Phía trước thì có anh đang dọn những tàn nhang bị rớt của chú anh chị. Phía trước thì có anh đang dọn dẹp phần bàn cúng của chú là sự Vũ Linh của chú anh chị, rất là quý luôn. Thì sáng hôm nay thì Quynh cũng làm theo cô Thông đã dặn. Quynh thì cũng mua hai thùng nước ngọt suối của chú anh chị, với lại 4 ký trái cây của chú anh chị, mang cục của chú anh chị. Thì Quynh cũng mua với một bình hoa nữa của chú anh chị. Bây giờ Quynh xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.